Cảm ơn sự đón xem của quý vị trong phần 2 của chương trình Việt Nam đi về đầu. Kính thưa quý vị, Việt Nam chú trọng xuất cảnh hàng hóa thô hơn thành phẩm nên khó kiếm nhiều lợi nhuận. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận giá trị xuất cảnh của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 10 tháng qua vào khoảng 21 tỷ Mỹ Kim, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2010. Và sau đây, bình luận gia Đại Dương sẽ có những nhận xét, những khó khăn trong lĩnh vực xuất cảnh hàng hóa của Việt Nam. Xin kính chào biện gia Đại Dương. Chào cô Văn Lý, kính chào quý vị. Thưa ông, khi nói về tình trạng xuất cảnh hàng hóa Việt Nam thì Việt Nam phải nhập cảnh những cái nguyên liệu, vật tư để phục vụ cho xuất cảnh thì phải đương đầu những cái khó khăn nào vậy thưa ông? Vấn đề thứ nhất là họ không có lập những cái vùng, cái nguyên liệu nó không có ổn định. Thí dụ như ở các nước khác thì nước nào người ta cũng có cái vùng nguyên liệu, nghĩa là tôi muốn sản xuất thứ đó tôi phải bảo đảm rằng có cái vùng nguyên liệu nào trồng trọt cho tôi đủ cho nhà máy của tôi trả tiền trước họ hoặc tôi có cái hợp đồng để họ làm theo cái mẫu mã như thế nào, theo cái kiểu nào, chứ không phải là trồng trái chanh rồi trái bằng ngón tay, trái bằng ngón chân rồi đem bán người ta chịu, người ta phải ghi rõ cái kích thước nó đàng hoàng. Nhưng bên Việt Nam thì không được, họ không chịu làm như vậy. Và cái điều này nó gây trở ngại cái gớm lắm, là khi mà anh mua chạy cái hàng gọi là hàng ở bên ngoài thì anh bị cái trường hợp là không có đồng nhất. Không có đồng nhất, cho nên khi anh đây xuất cảng thì cái trái lớn trái nhỏ là anh đã thiệt thòi rồi. Thứ hai là anh không đủ, hay có tức cái khi mà nó dư thì anh mua rẻ, mà cái kỳ thiếu thì anh mua đắt. Thì như vậy cái này nó có hại đến hai người. Người là các nhà sản xuất thì họ không đủ nhiên liệu, họ phải ngừng chẳng hạn là họ mất khách hàng. Cái thứ hai là đối với nhà nông, người ta bán không được giá, bị ép giá thì người ta lỗ, không có đủ. Cho nên cái này nó là một cái sự trục trặc rất lớn, mà chuyện dáng gì ai cũng hiểu nhưng họ không làm. Mà người nông dân khi họ trồng mía chẳng hạn, họ thấy họ đang cái giá mía đang cao, tự nhiên họ chặt hết cà phê để họ trồng mía. Xong rồi thấy cà phê cao thì họ chặt đi họ trồng cà phê. Thành thứ đó tạo một cái sự lộn xộn hết sức. Nhưng mà nhà nước lại khoái như vậy, bởi vì có như vậy mới có lúc mà dư ra nó bán rẻ cho mình mua. Rồi cho nên cái đó là một cái điều rất là hại. Cái thứ hai là trong tương lai, vì cái trận lụt ở tại Thái Lan và tại Campuchia đã làm cho phía Campuchia có thể là không bán cho Việt Nam 1 triệu tấn lúa mỗi năm để cho Việt Nam xây xác mà đem bán ra ngoại quốc. Thì đó là một cái thứ nhất. Hơn nữa là bây giờ anh Thái Lan, anh cũng bắt đầu anh nghĩa là thiếu thì sẽ tranh giành với, mà trước kia thì gần như Campuchia, Việt Nam độc quyền mua gạo đó, bây giờ gặp Thái Lan thì đó là những cái khó khăn. Và hơn nữa là thiếu kho chứa, nghĩa là không có cái công ty mà có kho chứa đầy đủ. Chúng ta biết rằng bao giờ muốn hàng không thiếu thì phải chứa vào kho để khi mà cần thì phải dùng, thì họ không có kho chứa hoặc là cái kho chứa không đủ sức, cho nên hụt là hụt luôn, không có hàng để sản xuất. Vâng thưa ông, bên cạnh những cái khó khăn đó thì tại sao Việt Nam đã xuất cảng nông lâm sản lại gặp những cái trở ngại? Thì đó, thì vừa rồi chúng ta cũng mới nói qua là cái doanh nghiệp và nhà nông họ không có những cái hợp đồng sản xuất, và người nông dân thì chạy theo giá thị trường, nghĩa là bán, họ thích thì bán. Thì chúng bị cái trường hợp này, thí dụ như ông Tàu, thương nhân Tàu, họ muốn sang họ mua, họ đẩy cái giá lên, xong họ bỏ, họ chạy mất. Cuối cùng anh trồng cho nhiều, anh bán lỗ thì lúc đó họ bỏ vô họ mua. Thành họ bỏ một số tiền rất ít đầu cho anh tưởng là lời. Cứ lo đó, thí dụ họ nó mua khoai lang chẳng hạn, họ tăng cái giá khoai lang lên cao, anh phá hết lúa, anh phá gì, nghĩa là đang tập hợp rồi trồng ra, anh đào khoai lang mà có biết khoai lang để ra thì để lâu nó sùng nó hư thì phải bán rẻ. Như vậy đó là cái thủ đoạn mà người Tàu họ làm. Nhưng mà Việt Nam thì cứ bị mắc lỗ mà bị hoài còn chưa chừa. Bây giờ chúng ta thấy, tổng kết chúng ta thấy này, cái giá trị hàng nhập cảng nó tăng 37%, mà cái giá cái hàng xuất cảng trị giá nó chỉ có 35%, như vậy thì lỗ rồi. Xuất cảng anh lỗ đâu có lời, chỉ có GDP tăng nhưng mà lời thì không có. Nhưng mà nhà nước bất cần chỉ có GDP tăng là được rồi. Tăng thì chứng tỏ là Việt Nam này, trong khi thế giới đang GDP tăng cái 0.5%, thậm chí trừ như ông Nhật chẳng hạn, mình 6% là nhiều lắm rồi. Vâng thưa ông, thưa quý vị, sau khi gia nhập tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, Việt Nam cố đưa hàng hóa vào các thị trường Âu Mỹ, nơi chiếm đa số trong 4 triệu người Việt hải ngoại sinh sống trên 103 quốc gia và lãnh thổ. Nhưng chỉ thấy hàng hóa của Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tại các cửa hàng người Việt. Thưa ông, tại sao như vậy?
Cái lý do thứ nhất là các mẫu mã bao bì nó không hợp lý. Thí dụ như cà phê Trung Nguyên là một loại cà phê gọi là ngon nhất tại Việt Nam và đi ra bán ra ngoài, thì người ta cũng thừa nhận rằng những cái cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu, Nga chẳng hạn là những cộng đồng thân thiết với chế độ Hà Nội, thì họ dĩ nhiên họ muốn bán hàng hóa của Việt Nam. Nhưng mà họ bảo kỳ, bên cà phê Trung Nguyên là lấy dấu hiệu là G7. Thì anh nói cái này người người Tây phương người ta, ủa cái này bộ là hóa chất à, bộ là thắt xếp thép sắt gì xong mà G7, cho nên họ không mua. Thì, tức là cái đó nó không hợp lý thế nào. Cũng như gạo, thì cái mẫu trên cái bao gạo của Việt Nam thì thấy một người đàn bà miệng không cười mà tay ôm bụng, thì người ta nói ủa chắc cái bà này bà ăn gạo này bà đau bụng vậy làm sao mà bán được, dù rằng người ta biết không phải, nhưng mà cái cảm giác đó làm cho người ta không thích, người ta không mua. Bây giờ thí dụ cái về cái phẩm chất chẳng hạn rất là xấu. Ở người Tây phương người ta thích ăn nhiều cái mứt trái cây để cho giảm mập chẳng hạn, thì Việt Nam mình bao làm mứt mứt mít á, thì nó người ta bao cứng như là đá, thì người Tây phương đâu có răng răng chắc như người Việt Nam đâu, thành thử không thể nào mà nhai được cái mứt của Việt Nam hết. Cũng như bảo là kẹo dừa là cái loại mềm nhưng mà lại cắn nó dai như kẹo cao su, thì thành không ai ưa rồi vậy. Đó là những cái. Cũng như Việt Nam á, thì chưa có chuyên nghiệp hóa cái ngành tạo mẫu, cái nên là không có làm gặp đâu làm đó. Như những cái thí dụ mình đưa ra mình thấy rõ ràng là người ta không có ý thức được cái việc đó, nghĩa là vẽ mẫu thì vẽ mẫu. Thí dụ cà phê Trung Nguyên thì bán ra châu Âu mà vẽ cái ly cà phê và có cái viên đá trong đó là nước đá lạnh, là cái đó để dùng cho cái vùng nhiệt đới, chứ không thể nào dùng cái kia, thì phải cái ly cà phê bốc khói lên nóng ấm người ta mới uống chứ ai mà uống vậy. Nhưng mà họ thấy có thấy cái trình độ nó quá là thấp, và tôi coi là vô trách nhiệm thì đúng hơn là cái trình độ thấp nữa. Vâng, thưa ông, những cái điều ông thưa trên như vậy thì cái hàng hóa Việt Nam có thể nói là rất ít phổ biến tại nước ngoài. Có phải chắc là cái doanh nghiệp chưa có biết tiếp thị không thưa ông? Theo tôi thì họ cái thói quen cộng sản không, họ không biết điều đó. Bởi vì họ chỉ cần sản xuất, cái thói quen của họ là sản xuất theo lệnh của nhà nước. Tôi cứ sản xuất ra còn bán được hay không tôi không cần biết. Hay tôi cứ bán, tôi sản xuất rồi là tôi bán, anh phải mua đó nghe chưa. Thành cái lối khi mà cái thị trường nó hẹp như Việt Nam, cái thị trường xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, nó không có một cái sự tiêu thụ giống như bây giờ, thì may mua được là may lắm rồi. Cũng như người ta kể sau năm 75 gì đó thì tự nhiên cái cả nhà được mua một chai bia nhà toàn đàn bà con nít không, vì bây giờ bỏ thì tiếc, làm sao giờ đem pha đường uống xong cả nhà cùng say. Là những cái chuyện nó phi lý. Cũng như tự nhiên cái hút thuốc, thuốc bây giờ sản xuất bán hết, đem gán cho người khác, thì con nít 11, 12 tuổi nó cũng hút thuốc, 5, 7 tuổi nó cũng hút thuốc rồi bỏ đầy hết, không ai hút thì nó lấy nó hút chơi. Đó, những chuyện phi lý, nhưng mà đó là cái gọi là xã hội chủ nghĩa đó cô ạ. Bây giờ thí dụ như nó ta kể ở Đông Âu, người ta kể bao trong cái bộ bàn ghế rất đẹp, khảm sa cừ rồi khảm ngọc trai rồi cũng đẹp lắm, nhưng mà lên ngồi thì đau lưng. Thì như vậy còn ai muốn mua cái dàn ghế đó, mặc dù nó đẹp nhưng tôi ngồi không êm thì tôi mua làm gì. Cũng như chưa khai thác hết cái thế mạnh. Thí dụ như ở tại Đông Âu á, là người ta cần trái cây khô, tơ lụa, thị trường Nga ở Đông Âu chẳng hạn, thì mình lại đem mấy cái chén cơm để đi bán, thì bên châu Âu thì người châu Âu người ta có ăn cái chén cơm đâu. Cũng như đem bán cái bình trà thì có mấy người ở châu Âu uống bình trà, cho nên những cái hàng hóa nó không thích hợp đối với và chưa có một cái hệ thống phân phối hợp lý, nghĩa là phải mở rộng phân phối chừng nào thì Việt Nam gần như thiếu. Vâng, thưa ông, theo ông thì Việt Nam cần phải làm gì để cải thiện cái việc xuất cảng hàng hóa? Việc thứ nhất là họ bắt buộc họ phải lập cái vùng nguyên liệu, nhưng mà tới bây giờ thì họ chưa có làm. Và thứ hai thì gia tăng hoạt động nghiên cứu thị trường ở nước ngoài, chứ không phải là khơi khơi mà chúng ta cứ sản xuất ra, chúng ta làm xong tôi đem bán được. Mà nghiên cứu xem là người ở đó người ta muốn mua thứ gì, cái loại nào làm cho người ta ưa thích. Tại sao Trung Quốc, tại sao Thổ Nhĩ Kỳ, tại sao các nước khác người ta làm được mà mình làm không được. Như vậy có vẻ là cái mình không có cái tính chuyên nghiệp và cần phải chuyên môn hóa cái chuyện mẫu mã, nghĩa là phải đi học để có một cái ý niệm rõ ràng về cái việc đó để mà sản xuất, chứ không phải tôi thích tôi ngồi tôi vẽ cái đó là cái mẫu đó tôi rồi anh lấy anh vô trong đó anh in cho anh đi bán,
như vậy nó không hợp lý các bạn. Xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin kính chào.